Trận mưa khá lớn kéo dài trong khoảng 30 phút khiến tuyến đường Mạc Thị Bưởi, quận Hai Bà Trưng rơi vào tình trạng ngập nặng như thường lệ. Nhiều đoạn ngập sâu đến nửa mét nhưng nhiều phương tiện vẫn cố gắng vượt qua. Hệ thống thoát nước xuống cấp cùng với nhiều cát sỏi và rác thải từ các công trình lớn đang xây dựng ở đây khiến việc tiêu thoát nước rất chậm. Từ xưa nay nhá, mưa đã làm ngập rồi. Thì đáng nhã công làm thì công phải nâng nó lên để giải thoát thế đi. Mà mới mưa có một trận như thế này và đang ngập lên thế này là nói chung là không chấp nhận được. Quá nguy hiểm là vì những cái hố ga đấy không cẩn thận là có khi còn chết người cũng có. Do lượng mưa chỉ tập trung vào khu vực ngoại thành nên các trục đường chính ở trung tâm thủ đô không xảy ra tình trạng ngập úng, gây ùn tắc giao thông như những đợt trước. Tuy nhiên, tại rải rác một số tuyến đường hoặc không có hệ thống thoát nước hoặc hệ thống thoát nước chưa tốt đã dẫn đến úng ngập cục bộ như đường Kim Giang, Minh Khai, Phạm Văn Đồng. Công ty thoát nước Hà Nội đã phải điều các xe hút nước và thổi bùn rác đến các địa điểm ngập nặng để thoát nước nhanh chóng. Hút cái lượng bùn ở dưới lòng cống lên xe tét, sau đó là sẽ cho lượng bùn lắng đọng trong cái tét ấy. Sau đó là chắt cái nước đi, xong là lại hút tiếp để chứa được cái lượng bùn nhiều hơn và tăng khả năng hút thổi để tăng khả năng thoát nước ấy. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, ngày hôm nay lượng mưa trung bình đo được nhiều điểm ở thủ đô Hà Nội lên đến trên 50 mm, lớn nhất ở Cầu Diễn 59 mm, Di Trạch 43 mm, Định Công Văn Quán Vĩnh Quỳnh khoảng 33 mm.